Chào các bạn, hôm nay mình cung cấp cho các bạn một cái căn nhà ở đường Gò Xoài, quận Bình Tân. Căn nhà này thì gia chủ không chịu nổi lãi suất vì hàng tháng nó tới liền liền, không kham nổi nên đành phải bán. Căn nhà có vị trí khá đẹp, khu vực này làm ăn buôn bán rất tốt. Trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn. Trước mặt các bạn đó là một cái hẻm 152 đường Gò Xoài. Phía bên tay trái các bạn đây là đi về Tân Kỳ, Tân Quý, đi về Lê Trọng Tấn, đi về Cộng Hòa, Trường Chinh, đi về quốc lộ 1A. Các bạn nhìn thấy không? Xe cộ chạy nườm nượp luôn á. Khu vực dân cư rất ổn định và đông đúc, làm ăn buôn bán khá tốt. Hướng bên tay phải các bạn đây là đi về đường 18B, đường Mã Lò, đường Bình Long. Đi về quận 6, Bình Chánh. Trước mặt các bạn là cái hẻm 152. Bây giờ mời các bạn đi theo mình đi vào cái con hẻm này. Thực ra nói con hẻm nhưng hiện tại con đường này rộng khoảng 6m và thông qua đường 2B. Nghĩa là đường này thông hết các bạn ha. Thành thử mình nói cái vị trí khá tốt. Và khu vực cái nhà mà giới thiệu cho các bạn đây là khu vực buôn bán khá đẹp. Hiện tại chủ nhà rất kẹt tiền và không lãi suất ngày càng nhiều càng tăng, cho nên gia chủ không kham nổi đành quyết định bán căn nhà. Căn nhà cũng khá cũ rồi. Rồi giờ mời các bạn đi vào thực tế để xem cái căn nhà nó như thế nào. Các bạn nhìn thấy hai bên đường không? Dân cư rất là đông đúc và ổn định, buôn bán khá tốt. Mình đây là đi vào cái giờ xế chiều các bạn, thành thử là cũng ít người, ban đêm buổi chiều thì khá đông đúc. Đây cái vị trí đây, từ ngoài đường chạy vào đây chừng khoảng 80m các bạn. Mình dừng lại ngay ngã ba này, mình giới thiệu sơ cho các bạn này. Trước mặt các bạn là cái con đường bên tay trái đó, là con đường 2B đó các bạn, chạy thông ra đường số 4 luôn á. Rồi cái con đường này là thông luôn các bạn này, thông về hai ba hướng luôn. Còn đây là cái vị trí căn nhà đó, kế bên cái cửa bằng vàng đó các bạn. Đây cái vị trí căn nhà đây các bạn này, đó hai cái bộ cái bộ cửa sắt sơn màu xám đó. Các bạn nhìn ra đường Gò Xoài đó, đây ra đó chừng khoảng 70m các bạn. Các bạn nhìn thấy xe cộ nó chạy bên ngoài đó. Thành thử khu vực này buôn bán khá tốt nha các bạn ha. Khu dân cư rất đông đúc, cái này mở cà phê tạp hóa đồ là rất là ngon lành. Đó, căn nhà gồm một trệt một lầu, cũng đã cũ rồi và cũng hơi có phần xuống cấp, nhưng thực ra tại vì không tu sửa thôi, thành thử nó vậy, chứ các bạn về sơn phết đồ lại thì nhìn cái nhà như mới thôi. Rồi giờ mời các bạn tiến sâu vào căn nhà. Thì phía trước có một cái sân để xe khá rộng. Phía trong là một phòng khách. Và mình xin giới thiệu với các bạn về cái diện tích luôn. Diện tích ngang 4, dài 15, công nhận trong sổ là 59,9m², nghĩa là gần 60m đó. Sổ hồng riêng. Căn nhà được tọa lạc vào hướng Bắc. Đây là cái vị trí cái phòng khách đây, rất là rộng rãi và dài. Nói chung đồ đạc nó nhiều, thành thử là các bạn nhìn thấy nó hơi rối, nhưng thực ra nếu mà dọn dẹp đi và các bạn lăn sơn đồ lên thì tuyệt vời. Căn nhà đang còn rất là chắc chắn. Rồi các bạn nhìn từ trong nhìn ra ngoài đó, thì như mình đã nói đó, gia chủ thấy cái tiền lãi tới liền liền luôn hàng tháng nên không kham nổi và đành quyết định bán. Và mình xin giới thiệu giá luôn các bạn. Giá là 5,5 tỷ, giá chính chủ luôn các bạn ạ, còn thương lượng. Mình xin nhắc lại là giá 5,5 tỷ còn thương lượng. Và mình cũng xin thông báo luôn là chủ nhà không tiếp các bạn môi giới nha các bạn, các bạn thông cảm. Đó thì ngoài cái phòng khách, các bạn đi sâu vào bên trong thì bên tay phải có một cái cầu thang, kế đến là một cái nhà vệ sinh. Và đi sâu vào cuối cùng á là một cái gian bếp và cái phòng ăn.
Tiếp tục các bạn đi ra sau thì có một cái kho đó các bạn, có cái dàn kho để đồ để đạc thôi, nói chung đồ đạc thì hơi bị nhiều. Đó, đây là cái kho phía sau này. Đặc biệt căn nhà này phía sau còn 2 mét, là giống như là cái hẻm hông đó các bạn. Và 2 mét này hiện tại mình cũng đang sử dụng. Để mình mở cửa cho các bạn xem. Đó, phía sau còn 2 mét rất là thông thoáng. Nhìn ra đường luôn các bạn à, nhìn ra đường phía trước luôn đó. Thành thử là căn nhà này về phong thủy là tuyệt vời các bạn ha. Vừa sáng vừa gió, tuyệt vời. Đó, thì mấy năm trước thì giá khá cao, nhưng mà năm nay tại vì cái nhà cửa lúc này là nó xuống tới đáy rồi. Cái thứ hai là gia đình gồng gánh không nổi, thành thử người ta mới quyết định bán thôi. Bạn nào có nhu cầu thì cứ điện thoại cho mình sẽ cung cấp thêm thông tin cho các bạn. Đó, các bạn nhìn từ trong nhà, nhìn tràng trước đó, 15m cộng với 2m phía sau nữa là 17m đó các bạn ha. Rất là dài. Rồi giờ mời các bạn đi lên lầu 1 này. Đó thì cầu thang cũng ốp đá granite đàng hoàng các bạn ha. Tay vịn inox này. Đó, tường các bạn không thấy nứt nẻ gì hết. Nó hơi bị cũ thôi tại vì lâu năm rồi mình không được sơn phết. Thì ở lầu 1 này phía trước có một phòng. À, hiện tại có người đang ở, thành thử mình không tiện quay, nhưng mà nó là một cái phòng ngủ. Rồi phía sau thì có một cái nhà vệ sinh bên tay phải các bạn. Và cuối cùng là cũng là một cái phòng ngủ luôn. Nói chung đồ đạc thì khá bề bộn, nhưng mà dọn dẹp sạch sẽ đi các bạn, về cải tạo lại, thay lại cửa, rồi lăn sơn, thì cái nhà còn sáng và tuyệt vời các bạn ha. Tại vì nó có được cái mặt hẻm nó rất là thông thoáng, về phong thủy là tuyệt vời. Và cuối cùng là cái hồ sơ pháp lý này các bạn. Đó thì trên đây mình vừa giới thiệu cho các bạn một cái căn nhà không chịu nổi lãi suất, quyết gia chủ quyết định bán với giá rẻ. Bạn nào có nhu cầu thì cứ điện thoại cho mình sẽ cung cấp thêm thông tin và dẫn các bạn đi xem nhà. Mình cũng xin nhắc lại là chủ nhà không tiếp môi giới, các bạn thông cảm. Đây là toàn bộ cái chi tiết cái căn nhà. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn luôn thành công may mắn và đạt được nhiều kết quả trong cái cuộc sống. Một lần nữa chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ kênh các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.